Hello, what's up? Mình là Tú Hiếu. Mình là Phương Khoa. Chào mừng mọi người đến với Sở Bắc. Đi chơi gà chăn này á. Đi chơi thật sự là rất là đều. Chào chị, em là người thò tay như đờ bóc để bóc ra con tóc. Su gì sướng nhất? Sẽ bóc là một mini game show trên YouTube, nơi chơi có những chiều bí ẩn mà khách mời sẽ phải chết đi sống lại. Nếu như bạn là người chiến thắng, bạn sẽ chọn 10 triệu đồng cùng với cái việc là hành hạ hai DJ của tôi. Còn nếu như bạn thua thì đừng cách sao đao kiếm vô tình nha. Cách chơi thì vô cùng easy ấy gì. Ta sẽ có 7 câu hỏi, các bạn trả lời lần lượt từ câu số 1 đến câu số 7. Trả lời đúng 4 câu, các bạn sẽ là người chiến thắng. Và trả lời sai 1 câu thì phải bỏ tay vào một chiếc hộp. Trong hộp có gì thì không ai biết đâu nha. Và bây giờ chúng ta ngay lập tức sẽ bắt đầu đến với The Bắc.